bát cơm chúng ta chọn bát gì đây? Yes. Sumeria và Egypt. Bãi quả đầu đã thấy. AC Egypt và Sumer Egypt còn đánh giá là cần trong trận này. Bằng AC lợi thế thì dân di chuyển nhanh, nhưng Sumer chúng ta lợi thế những con dân chống lại những con giò đó là tốt hơn. Đối phương nhỉnh hơn một chút thôi, không nhiều. Xung quân là đánh tốt. Chào anh Kỳ Trức, ký ức trong mưa. Vâng, tầm này dạng này già rồi, thật yếu rồi. Sau trận đấu Hoàng Minh liên tục phải ra ngoài đi viện sinh. Đấy. Thông báo với anh em ra là như thế. Thực ra ra và tiêm những điều doping tiêm thẳng vào ven mình để có một trận đấu chung kết mà nó mắc binh hơn. Thôi không sao cả, anh em chúng ta bình tĩnh thôi. Anh Mạnh Nguyễn Mạnh Tuấn thì đang có những comment nó hơi tiêu cực. Cũng không sao cả, ta bắt kèm thủ Hoàng Minh Nhi vẫn xin cảm ơn những câu chửi, những câu gạch đá của anh đã góp phần tăng lượng view và tăng lượng tương tác của buổi livestream trong buổi sáng ngày hôm nay của Hoàng Minh Nhi. Cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng là những kèo đấu tiếp theo anh vẫn tiếp tục vào chửi cũng được, thậm chí là vào chửi cũng được thôi. Quan trọng nhất là cảm ơn anh đã góp phần tăng lượng tương tác và tăng lượng view của livestream sáng ngày hôm nay của Hoàng Minh Nhi. Cảm ơn anh rất nhiều. Để anh em chúng ta thông cảm nhẹ nhàng thôi, ta không nên kiểu căng thẳng quá làm gì. Để ta chửi mình chúc thôi. Đây là anh em đi trích à, chuẩn rồi đây. Nghe từ trích thì cảm giác nó có một chút gì đấy, hơi bạo lực, hơi beta. Vâng, đảo qua mạnh mẽ Alonso xem nào. Vâng, hưu 7 về. Vâng, báo về thì đang thiếu một đôi gì đấy nho nhỏ nữa thôi, đôi voi cũng được. Vậy bãi quả. Vâng, thiếu một voi nữa thôi. Đây rồi, như vậy con voi đã thay. Đồ ăn là đủ. Nếu như không muốn nói là một bài mà mắc mình, bãi quả kia liệu rằng còn dốc rách quá hay không nhỉ? Mình nghĩ khả năng vẫn ăn được thôi. Và một câu hai voi chăng? Kèo đồng tài chốt được khoảng tầm chắc là 4C đấy. Tầm ấy. Phá câu hai voi này về, và nếu như hai con voi này về thành công thì sẽ tiết kiệm một quãng thời gian rất nhiều. Việc F12 nó chuẩn hơn. Hưu 7, đôi voi bãi quả. Quay lại Hoàng Minh Nhi xem Hoàng Minh Nhi đã thay thêm những đồ ăn gì khác hay chưa. Còn sau cái câu cảm ơn vừa rồi của em thì khả năng anh Nguyễn Mạnh Tuấn cũng đang nảy số những pha mà đấu tranh nội tâm rất gay gắt. Vâng, liệu rằng mình có nên chửi tiếp hay không sau cái câu cảm ơn này. Vâng, chửi tiếp bây giờ chửi tiếp lại làm tăng tương tác, tăng lượng view, khổ. Trong khi rõ ràng là mình ghét, không chửi tiếp thì cảm thấy ngưa ngay. Khả năng sáng nay cũng làm đôi ba củ giấy vào mồm rồi. Vâng, những pha bằng đấu tâm đấu tranh nội tâm gay gắt để xem liệu rằng ta có nên chửi tiếp hay không. Nắm bắt cái tâm lý ấy của anh em thì em cũng cảm ơn anh em có những câu cảm ơn. Rồi quay lại trận đấu, tập trung trận đấu thôi. Khi thời điểm yên bình sắp qua đi, sắp sửa là những giây phút chém chết lẫn nhau kinh tởm. Và những pha chọc giò pha mà một voi đã dắt về. Tạm thời con voi này về thành công thì cũng là bài Hoàng Nhi có thể lên đời thôi. Không phải bài khỏe, nhưng nói chung là ít ra chúng ta có thể kích đời.
để thi đấu trong những thời điểm về sau. Cái này Alonso như vậy đã kích đời xong. Alonso nhiều khả năng sẽ người đánh chèm. Không như vậy đánh cung, đóng 2BS, hơi nhìn nhầm. Đối phương đó là AC và Egip vào đội quân tuyển. Hai bài phương đều là những bài đến đời sau Alonso thôi. Con giò Hoàng Nhi đã lên xong công giáp. 3-4 anh Hyler theo báo cáo về từ anh Bách là như thế. 3-4 cầm Sumerian thôi. AC thằng này mình đang đè. Tạm thời thì Hoàng Nhi đang có đơn vị thang to nhất nhưng chưa mất dần gì cả. Alonso đã khung xong nhà hay chưa? Nhà đã tròn ruộng xong rồi. Tạm thời mọi thứ đang ổn. Con lạc đà đầu tiên đến từ bộ bài mà Alonso đang mất lực và chỉ sắp được 3 BA thôi. Rồi thủ ngài nói chung là vẫn ok thôi. Quan trọng Hoàng Huy tham gia là 30/32. Đang ra khá nhiều ruộng tại những chính tơ này. Bánh tre đã lên rau. Bài và đang nhận được 100 thực và đang khá khỏe. Chỉ cần 100 thực đến từ Alonso thôi. Vừa tạt sang bóng 4, cầm chân bóng 4 và vừa tầm này đang muốn công ca trường nhà tiểu Văn Thông. Cầm ekip toàn BE thôi. Lọt vào tầm này. Còn càng dã vào đầu những con bài của mình lại và tiếp tục là dã vào nhà BE này. Một dãy nhà BE mà rất dành cho tiểu Văn Thông. Tăng L3 hay tăng L2? L2 thôi, L3 thì hơi bịp. Lọt vào tuần này tạm thời dưới góc của tiểu thầu đang phải di chuyển. Con ca này sẽ đẩy trâu vào thôi. Đây là ca Sumerian. Nó dã chất lắm. Hàng này hàng Âu, hàng gì, nó khác. Không phải là hàng Quảng Châu, Trung Quốc đâu. Cái này Alonso báo về thì nhiều khả năng bóng 4 sẽ tạt. Alonso đang di lên tuần này. Cũng bắt đầu có anh trang cho bóng 4 U96. Sô đang ố bà, còn Hoàng Nghi bên trong đang quần thảo bên trong vây bắt từng đồng tên này. Và khấu nó cũng không nhiều, có khoảng tầm 7 con cung thôi. Ca vẫn đang dã và lạc đà, màu 7 đang chết rất nhiều dân đến từ thầu rồi. Thầu chết nhiều dân lắm rồi, khổ. Và bên ngoài Alonso đang di lên bắn vào. Và tiếp tục di sâu đi. Và bắn nổi chiếc ruộng này và lao vào tên này. Đút sâu vào. Bên trong vẫn còn số lượng cung của tên này, tiểu con tàu có táo công không nhỉ? Vâng, thầu đang có tới chỉ đánh muốn táo công. Không như vậy thầu quyết định ở lại và ăn thua đủ tên này. Nhưng lại thầu chết thôi. Tỷ số bóng 4 về cứu. Bóng 4 về cứu nhá. Chưa thắng được. Chưa thắng được. Vẫn đang căng. 5-2, 4-4, 5-2 thôi. Vẫn đang căng tên này. Tưởng chừng như tên chúng ta chơi được. Rồi mặc dù thầu thuộc nhà cũng thầu chết khá đựng dân của thầu.
48 trên 2 liệu rằng sau tơn rồi thì có lẽ Bách đã yêu. Hôm nay còn lại 15 trên 32 thôi. Đưa về cái thế và hai gíp solo với nhau. Có tiểu tàu vừa tơn và tiểu tàu đang bị lủng nha. Quan trọng thế trận là solo với nhau. Những tiểu tàu đang là người yếu hơn. Sau tơn hoàng như đang làm thì được rất nhiều thằng dân. Solo lên chặt của hai tên này, solo với cả tiểu quân thầu thôi. Hai đội quân đều là ekip. Tên này di vào bằng hai kích quân làm gì vào tên này. Liệu rằng thầu đỡ không nhỉ? Nếu như màu bốn không về cứu, hiểu không? Thầu sẽ chết và đi sai. Ba ai trong trận đấu chung kết, xếp thứ ba. Nhẹ nhàng tình cảm thế nhỉ? Vâng, bài Summer của Hoàng Minh tưởng chừng như khê, nhưng nhận được trăm thực đến từ Alonso lại thành bài và chém yếu màu 4. Cầm chân màu 4 và công ca bay góc của thầu. Thực sự bài game này để của thầu chắc nguyên nhà thì thực là khó. Bài của Alonso là rừng sâu, rừng rất mỏng, rất yếu. Nói chung là những quyết định đưa ra của Hoàng Minh thì nó vẫn đang hợp lý. 2-1 về C của chúng ta đến với sâu thứ 4.